cái quả trứng gà với quả trứng vịt nó bằng nhau về mặt dinh dưỡng, các nhà khoa học nó chứng minh đấy. Chứ không phải các bạn nói trứng gà bổ hơn nữa, các bạn toàn bịa thôi. Mà trứng gà thì nhỏ hơn. Mà tại sao nó lại đắt hơn trứng vịt? Tại vì con gà nó đẻ xong nó marketing tốt hơn con vịt nhiều. Con vịt ngu như con bò. Con gà đẻ xong có một quả trứng thôi, nó kêu từ sáng đến tối, đuổi mẹ ra vườn vẫn kêu tiếp. Cục ta, cục ta, cục ta, cục ta. Vừa đau vừa rát, vừa đau vừa rát. Biết rồi, kêu hoài. Hết rát rồi vẫn kêu. Vừa đau vừa rát. Nó quảng cáo tưng bừng. Người ta chứng gà nó đắt. Còn con vịt ngu như con bò, đẻ xong trường xuống nào bơi. Cho nên bản chất của marketing là nói mãi theo Hitler, trợ thủ đắc lực của Hitler, nói mãi một điều không có thật thì nó thành có thật. Cho nên bạn gái nào không có chồng xấu, không có chồng tính tình thì không giống ai, thì phải gia tăng quảng cáo khuyến mãi lên như thế. Vào trong nắm đầu như thế kể mẹ cứ đứng lên, em đảm đang là em tuyệt vời. Bọn đầu tiên bọn đàn ông nó nghe xong nó muốn phát ói. Về tao sống với mày mãi, tao biết kệ quê nó nói tiếp. Em đặt ra, em tìm ra. Lập tức về mặt tâm lý tư duy ấy, nó ngờ ngọ. Mẹ nhớ đúng rồi. Thế mẹ nói tiếp. Em đặt ra, em tìm ra. Là đảm bảo công tích. Tìm cái cưới xong, cho mày ôm rủi ro.